Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình sẽ làm cơm trái chà bông nha. Một món cơm trái mà mình thấy á, đặc biệt ai cũng thích hết trơn á. Đặc biệt nhất là những trẻ nhỏ ha, giòn giòn nè. Mình cũng mê cái món giòn giòn này lắm á. Vừa giòn mà vừa dẻo, vừa thơm, vừa ngon, đầy đủ các hương sắc và vị luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mình dùng đây là 300 g nếp. Phần nếp này á, thì mình đã qua rửa cho nó sạch rồi, để ráo nước. Sẽ cho hết phần nếp vô trong chảo luôn, không cần phải ngâm nếp. Các bạn cho vào đây 150 ml nước cốt dừa. Mình dùng chút xíu muối nữa nha. Rồi xào nếp thì cho nước cốt dừa cho nó hơi béo béo một chút. Nếu mà các bạn không thích béo thì mình dùng nước lọc cũng được. Xào cho phần nếp nó rút hết nước cốt dừa. Cái bước này là cái bước mà mình thấy nó dễ nhất, mà mình hấp xoài á, nó nhanh chín, không cần phải ngâm nếp á. Phần xoài mình xào cho nó quyện lại vậy nè, nó không còn nước nữa. Thì mình sẽ cho vô trong cái sửng để hấp nha. Cho hết phần xoài vô sửng để hấp. Mình dùng cái miếng vải, là tại vì cái khuôn của mình nó, cái lỗ nó hơi lớn, dùng miếng vải mình lót á. Hấp thì mình hấp 20 phút tính từ lúc nước sôi. Sau 20 phút nè, bây giờ mình kiểm tra sôi nha. Mình thấy sôi của mình nó chín dẻo thì mình lấy nó ra, xới đều nó lên nha, dẻo mà không có bị nhão. Dùng lá chuối thoa lên lá một ít dầu ăn, thoa đều luôn. Thì phần sôi này mình sẽ cho ra làm 3 cái bánh. Nếu như các bạn thích nó mỏng hơn nữa thì mình chia làm 5 cái bánh luôn. Càng mỏng thì xoài càng ngon. Nó giòn á. Vàng thật là mỏng ra. Phần nếp này á, mình làm đừng có khô nha. Nếu mà khô quá khi mà mình chiên lên á, nó dễ bị cứng lắm. Mình làm nó vừa chín vậy nè. Thật là mỏng luôn. Có thể phơi nắng hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh để vài tiếng đồng hồ cho cái mặt nếp nó se lại thì mình chiên nó giòn. Đây là phần nếp nè, mình để từ trong ngăn mát tủ lạnh ra đó. Tại vì trời không có nắng á. Hồi nãy mình thoa dầu ăn và trong nếp cũng có nước cốt dừa nữa, cho nên là nó láng lắm, nó không có bị dính. Cái mặt nếp nó se lại vậy nè, các bạn chiên lên nó cực kỳ giòn luôn, mà nó không có bị bắn dầu nữa. Rồi bây giờ đi chiên nè. Mình sẽ cho dầu ăn vô chảo. Cho dầu hơi nhiều một chút. Dầu sôi lên, các bạn hãy thả cái miếng xoài vào mình chiên. Chiên xoài này thì các bạn để lửa vừa thôi, đừng có để lửa lớn quá nha, cho hạt nếp nó nở bung ra. Mình xay xay vậy nè để cho nó ngập dầu. Chiên chút xíu, khi mà cái mặt nếp của mình nó dẻo ra thì các bạn hãy tăng lửa. Rồi lúc này nó dẻo ra nè, nó cũng khô ráo hơn nè. Mình sẽ tăng lửa cho nó chín vàng. Phần xoài nếp của mình đã vàng đều, rất là giòn luôn các bạn. Mình chiên nó vàng vậy nè thì mình gờ vào á, nó cứng lắm, nó không có bị mềm dịu á. Rồi sẽ vớt ra nha và để cho nó ráo dầu. Để qua một bên đi. Mình sẽ lấy cái miếng xoài khác mình chiên tiếp. Các bạn nhớ là mới vừa chiên thì mình để lửa vừa. Khi mà cái mặt nếp nó khô lại thì mình hãy tăng lửa lớn. Và trong lúc chiên thì mình nhớ xoay xoay á, để cho nó ngập ở dưới dầu, tại vì cái nếp nó sẽ nổi lên trên á. Và chiên đến khi nào mà nó vàng, giòn lên là nó mới được. Hai miếng nếp đã xong, rất là vàng giòn luôn. Các bạn chiên thêm một miếng nữa nha, cho nó hết luôn. Xong rồi cái phần dầu đang nóng mình sẽ múc lên. Sẽ cho vào trong đây là hành lá nè, để mình có được cái chén dầu hành. Vậy là xong cái chén dầu hành lá nè. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm ngon, một muỗng canh tương ớt, nước. Rồi nấu đều lên cho hỗn hợp này nó sôi nó tan ra.
Để chút nữa mình có được cái nước sót á. Rồi khi hỗn hợp sôi lên vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp nha. Vậy là đã sẵn sàng rồi đó. Chà bông này thì mình đã làm từ video trước, các bạn có thể xem thêm. Mình để cái đường link ở phần mô tả nha. Chà bông thịt heo tự làm tại nhà. Còn nếu mà không thích tự làm thì các bạn cũng có thể mua, người ta làm sẵn á. Con ruốc sấy khô mình cũng mua sẵn luôn. Hay là con tép sấy á. Đây, mình dùng cái loại tép sấy hiệu này nè. Tép sấy gia vị sẵn. Phần dầu hành sẽ quét đều lên trên cái miếng. Mình sẽ quét đều lên trên cái miếng chà cơm trái. Cơm trái á, thường á, các bạn nghe cơm trái thì mình tưởng đâu là làm bằng cơm nguội nha. Nhưng mà không đúng, làm cơm nguội cũng ngon nhưng mà không có ngon bằng làm bằng nếp đâu. Mình làm bằng xôi nó sẽ ngon hơn, nó có độ giòn và độ dẻo á. Cho thêm một ít chà bông lên trên nữa. Cơm trái chà bông là phải có chà bông ha. Rồi mình có thêm dầu hành nè, nước sốt nè. Cuối cùng là một ít con tép sấy lên. Tép sấy này có cũng được, không có cũng không sao. Thì mình thích ăn thêm thì mình cho thêm thôi à, cho nó đầy đủ màu sắc. Đây mình đã làm xong hết rồi nè. Ba miếng cơm trái chà bông, tép sấy với mỡ hành. Vừa bắt mắt và vừa hấp dẫn nữa các bạn ha. Mình chiên mình để biết bao lâu luôn á, nãy giờ lo làm nước sốt đồ nè. Xong hết rồi mà miếng cơm trái vẫn giòn rụm luôn. Rất là giòn luôn á. Cầm lên á mà các bạn thấy á, nó cứng tay thì cơm trái nó mới giòn. Và chiên đến khi nào mà mình thấy nó vàng á, càng vàng á thì cơm trái nó càng giòn á. Giòn rụm luôn các bạn ơi. Rất là ngon luôn á. Gia vị cũng vừa nữa. Mình nêm nếm mình thấy cái nước sốt chan lên nó vừa miệng nè. Cơm trái á thì nó giòn. Và cái có thêm dầu hành á, nó thơm thơm béo béo nữa. Vừa đậm đà mà vừa dễ làm. Thì mình thấy cái món này ai cũng làm được hết. Rất là ngon ha. Ai mà mê cái món ăn vặt này á, thì làm. Ai mà mê cái món ăn vặt này á, thì hãy vào bếp nha, thử ngay. Theo công thức của mình thì mình thấy rất là dễ. Mà mình lưu ý với các bạn á, khi mà mình làm nếp á, càng mỏng thì cơm trái càng giòn nha. Phải tán thật là mỏng luôn. Và chiên cho nó vàng thì nó mới giòn. Còn chiên mà chưa đến lửa vàng á thì nó sẽ không giòn đâu, mà nó có cái độ dẻo dẻo. Rất là hấp dẫn luôn các bạn, đầy đủ màu sắc, hương vị. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.